giờ khi nào nó thể hiện như này đã xong mình mới ấn. Ok. Thì còn cái này mà nó vẫn ở đây thì có nghĩa là vẫn bị dọc. Thì khi ngang á thì cái phím home này bao giờ phải sang bên phải. À ok. Hiểu anh nói chưa? À. Đang ấy đó đó. Anh biết anh chưa? Ơ em đang livestream được. Đang livestream được. Tí nữa. Không, bây giờ là ngồi tám trước rồi livestream sau. Đấy. Cho anh lên cho anh này cao lên xíu. Đấy. Đấy, trời ơi, khổ quá, guitar còn đang đi uống nước rồi cà phê, cà pháo. Giờ là đấy. Đây, đang trong phòng thu nhá, đang học guitar. Đâu đờn em đâu? Đang học đờn đây này, để vào live show là quýnh đây này. Lâu lắm trên mấy live stream á. Có một người con gái ngày xưa đã tin vào anh rất nhiều. Cho đi tất cả. Ai đây? Gần đây. Đấy. Ủa đường đi cực viên nặng lắm, anh lên thôi. Anh lên xong chưa mọi người? Chào mọi người nhá. Anh lên là thầy dạy guitar của Trang nhá. Trang chỉ phải ra Hà Nội một tháng. Trước khi làm show phải ra Hà Nội một tháng để mà học đờn. À phải thấp mới đúng nhảy. Guitar cứ quấn không lại em luôn. Đấy, cho úp lại cho em một xíu. Ok, đợi anh đến chị. Đúng rồi, cho em ngồi xa cho em bé bỏng dễ thương. Đúng rồi. Các bạn cao ký cường rồi, ui trời ơi, con dâu U19 rồi, ui trời ơi, Nguyễn Ruby, vô đi. Vô mạnh lên. Ui ui. Chân. Đây, anh ngồi cao lên cho nó đẹp. Đấy, em ngồi đấy. Ok. Thì anh là muốn thế. Phật ở trên kia cao quá, ai ô không đi đi. Chanh đây Phú Quý Hà là Giang Trung Kiên là Thanh Thủy, vô đi chuẩn bị nàng hát nhá, cứ bình tĩnh đấy, nó phải trục trặc kiểu em mọi người mới thích ngồi không có sự chuẩn bị chuẩn beo không, gì cả, không chuẩn bị đàng hoàng lại không thích. Là chim gánh thẻ là sao ta, cái củ quỷ gì nó cứ vô nó kéo mình hoài à, cái đó mình xíu anh lên xóa cái đó nha. Cái gì mà thuốc tăng trưởng lợn chó gì đấy, cái bọn quảng cáo nó tự nhảy vào đấy. Đấy hơi thấp đấy, ngồi rung rinh cho nó hay chuẩn chưa. Em cao tí đấy. Cao tí nữa ha, đúng rồi, hơi thấp đấy, anh lên được sức vào đây. Nhất trí. Sơ nào. Lời đâu? Bài gì? Cái gì độ ta không độ nàng à? Ôi, anh chơi bài hot nhất luôn đấy. Anh Lân yêu cầu bài Phật độ ta không độ nàng đấy này. Ồ, bây giờ thấy sao? Độ ta không độ nàng, hát không? Phải cao xíu nữa anh Lân ơi. Xíu không? Xíu đi hả? Cho này lên xíu đi. Đấy, cái phải trục trặc mới là cuộc đời em. Chờ em BD nè, em trổ bóng muộn. Cả nhà nói em BD cười quá, em trổ bóng chậm xíu rồi. Quay qua anh lần xíu nha. Đó, đúng rồi. Ok chưa? Đúng rồi, cái này chuyên nghiệp quá. Nghe có vẻ được đấy nhỉ? Trông có vẻ được đấy. Cả nhà ơi, bài gì nè? Hello. Đồ ta không độ nàng. Trời. Bữa nãy đưa em cái gì vậy? Rồi đúng không? Đúng rồi. Anh yêu cầu à? Yêu cầu đấy. Rồi, thế thôi là yêu cầu. Eo. Bài độ ta không độ nàng. Vừa mới ăn bánh bèo hổ, cô Chanh là lưỡng tính mà. Suy giới tính. Đây này, phải qua anh Lân xíu đây nè. Đấy. Anh Lân. Cái gì vậy? Kéo nó xuống. Chậm hơn 10 giây ấy. Rồi. Thế hả? Gần rồi. Gần 300 rồi. Ok, đấy, đúng này. Bắt đầu đi hả? Chơi luôn hả? Tập cái đó thôi xem nào. Tập đi nhá. Không đi. Hát được, hát luôn đấy.
anh đánh thêm tí nữa đi, hay quá. Vỗ tay đi, khen anh Lân giùm em đi. Em đánh nhỏ cho chị được không? Dừng lại thầy nhé. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phố phường. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, đi ngạn phụ lên mây thương. Hồng trần hôm nay xa quá, Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phố phường. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Đường kinh còn lưu vạn chữ, bị ngạn phụ lên mây thương. Solo anh em giáo lời. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng? Rồi anh solo nha. Cái duyên nghiệp của cái tình yêu này là gì? Tức là khi một người khoác áo cà sa rồi thì cái duyên đời họ sẽ không còn, mà duyên tu sẽ rất là lớn. Và họ phải dẹp bỏ tất cả mọi cái cảm xúc vương vấn đời thường. Nhưng cô bé thì chắc chắn là không hiểu được điều đó, cho nên cứ hỏi người tu hành là người có thích tôi không rồi. Nhưng mà thật sự với người khoác áo nhà tu thì khoác áo tu rồi thì khó lắm. Cho nên một khi đã gọi là ngộ nè, giác ngộ nè, đi tu rồi thì ta phải bỏ hết tất cả những vương vấn đời thường. Và cuối cùng thì chàng trai cái người cái áo tu đó không vượt qua được. Nên là gọi là nghiệp duyên. Mà đã gọi là nghiệp duyên thì từ âm cho tới dương rất là khổ. Coi cái clip có thấy thật sự là thương. Và chúng ta ngộ, chúng ta bỏ ra rất là nhiều. Phật chỉ độ những người ngộ, không thể độ những người mà không ngộ.
Cho nên chúng ta nếu có cái gì xảy ra và là nghiệp lực của chính ta thì chính chúng ta phải trả. Ồ, các bạn đừng bao giờ trách lời bài hát, vì đã gọi là duyên nghiệp với mình. Người ngộ có thể là sai nhưng duyên nghiệp là đúng. Duyên nghiệp là đúng. Cuộc đời là không có sai, không có đúng đâu các bạn. Đúng với mình nhưng mà sai với người khác. Người ta sai nhưng người ta đúng với cảm xúc của họ. Cho nên đừng nói lời bài hát là sai. Chỉ sai với đạo, mà sai với đạo thì thành nghiệp. Nghiệp thì mình phải chịu. Có thể lời dịch chưa? Họ dịch đúng luôn cái nghiệp. Duyên nghiệp là sai với đạo nhưng mà đúng với cái tình cảm. Thì ai thấy đúng mình nghe, không thấy đúng mình thôi thôi. Làm sao mà bắt đúng hết. Có thể đây cũng là một cái tâm trạng của cái người làm thôi. Đúng rồi. Và bản thân mình còn chưa đúng mà. Bản thân mình còn chưa đúng mà. Mình nói ai bây giờ. Phật cào lắm. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vẫn dậm tương tư vì ai, tiếng mơ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng thấy nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngạn phù lên mây thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai lưu không thể rơi. Hay quá. Ôi mấy người không xin các bạn đừng quan tâm vì họ chẳng có hiểu gì về cuộc sống này. Huy. Nói thì dễ nhưng làm rất khó nên cũng không cần cãi nhau đâu các bạn. Bài này anh ép em hát đi nhá. Anh mới được nghe bài này mà cũng thấy nó có cái lời này nè, như nó hơi nhiều cái rất là cái lời này, cái lời thứ ba này nó bị thiếu cái chữ hay sao? Vì người hòa rơi hữu ý khiến nước sẽ càng vô tình. Một thuở niên hoa hợp ta, tiếng mơ xưa rồi cũng loạn. Bồ Đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy độ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nơi dương thương thiên hòa. Vài độ xuân thu vừa qua, không lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày tò mò gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ người? Cái lời bài hát này là thấy cái bản dịch này là cũng ổn. Ổn đấy, ổn đấy, vì nghiệp mà không ai nói chúng được đâu. Người nào trong nghiệp thì người đó hiểu nghiệp đó thôi. Em bây giờ là không còn nói gì ai nữa đâu. Mình chưa đúng nói ai bây giờ. Mình cứ vui sống. Yeah. Nghệ sĩ là chỉ có âm nhạc thôi. Bài gì đây? Người con gái ngày xưa. Các bạn đang đợi người con gái ngày xưa. Ok. Ông gì nhỉ? Là tông không gì nhỉ? Không biết luôn đi. Ngày xưa. Hát thử cho anh dò tông này. Phương Thanh là người nào tâm sự ra như vậy và mình đặt mình vào trong câu chuyện của người ta để mình xem cái gì mình có thể nói được và cái gì mình không nói được, chứ không phải người ta đúng mình sai. Đúng không? Đúng rồi anh Lân. Chuẩn luôn. Nói về giác ngộ Phật pháp thì ôi chúng ta còn non lắm. Nghiệp còn nhiều, biển thì còn rộng, biển còn rộng lắm. Em hát thử cho anh để anh dò cái tông bài đấy mà. Để anh taxi cho tôi xuống đi, cho tôi tính lặng một chút thôi được không? Ok, thử tông đấy nhé. Tông gì? Tông gì? Đồ thứ. Có một người
con gái ngày xưa đã tin vào anh rất nhiều, cho đi tất cả những giấc mơ tuổi xưa. Nguyện yêu anh không cần lý do, nguyện yêu anh không hề đắn đo, mà vì sao anh ơi, anh đã đánh rơi tình em. Lady, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, oh lady, oh lady. Cao lắm mọi người ơi, ngồi như vậy không hát được đâu. Đó. Rồi, người con gái ngày xưa đang bắt tâm nha. Trên phố đông người,
vì sao anh ơi, anh đã đánh rơi tình em. Có một người con gái giờ đây đớn đau bao đêm hao gầy, lặng nghe cô đơn trận đơn trong men rượu gì hay lắm. Bữa nào chị rủ em hát xong ca Đào Bá Lộc, chị có nghe ngoài cà phê một lần, bài này lâu lắm mà chị không thấy em hát. Ai khóc nỗi đau này, yeah, lời ai khóc nỗi đau này. Em lên đấy em lời các em đợi thầy tí nhá, đợi tí nhá. Hôm nay hát free cho nghe lớp guitar người ta giờ mà đang học. Ai khóc nỗi đau này nhớ nha Đào Bá Lộc nha, chị về chị sẽ điện thoại cho em bài gì ấy, em lục trong hết cái bài của em. Phương Thanh là ngộ theo Phật pháp, bỏ đời theo Phật rồi, cho nên là những cái nào mà đúng duyên hát mới được, chứ giờ mà vô quẻ đau thương bấn loạn là không hát được nữa đâu, buồn lắm nha. Buồn cả bao nhiêu năm ngày rồi, ngày xưa buồn mấy chục năm bây giờ không buồn nữa đâu, buồn sợ lắm rồi, hại vãi linh hồn. Đây, hỏng rồi, bài này chưa nghe bao giờ, thử xem nào. Thử đi, không ác coi nhầm luôn. Hát đi thì gió tông thế nào. Ca. Hãy cho em xin một lối thoát, để em được thôi nhớ anh. Hãy cho em xin một cảm xúc, để tìm em thôi thành trái đắng. Và rồi để em lại yêu lại say với cơn yêu ngày xưa, giờ chẳng đã nhạt phai, héo hon em từng đêm. Bạn với cô đơn, bạn với nỗi buồn. Hai anh em mình bơi đi, bơi miếng hát. Đây anh Cốm nãy giờ hát bị kẹt tùm lum. Cốm Hà Nội. Tới đây nhà cả nhà nhớ coi trực tiếp VTV1 nha, tranh hát giai điệu tự hào bài. Thế đàn có một giây thôi. Chỉ linh đạo xa mới có đàn guitar một giây. Chỉ linh đạo xa mới hát với đàn guitar một giây. Dù trăm ngàn cơn gió mới hát được một lời. Sống trăm nghìn cơn gió trong tôi cứ hát mãi. Rồi đến tối nghe. Demo thôi, ai khóc nỡ đầu này nha. Okay. Hai anh em bơi đi. Anh solo đi rồi em hát cứ từ. Cho anh cái câu đầu đi. Hãy cho em xin một lối thoát. Em ơi cái bài trò đùa tạo hóa lâu quá không hát, không nhớ được, khổ ghê. Từ hồi làm game tới giờ quên hết lời bài hát. Cả nhà thấy mặt em tươi ghê không? Tươi rói luôn. Năng lực Phật pháp. Đúng rồi, lại hay quá. Bỏ tay cho anh khen anh Lâm giùm em đi cậu. Cả nhà khen thôi. Khen anh đẹp trai nhé. Đẹp trai đánh hay. Hãy cho em xin một lối thoát, để em được thôi nhớ anh. Hãy cho em thêm một để tìm em thôi thành trái đắng, và rồi để em lại yêu lại say với cơn yêu ngày xưa, giờ chắc đã nhạt phai, héo hon em từng đêm, bạn với cô đơn, bạn với nỗi buồn. Hãy cho em xin lại nụ hôn để em được hôn. Xin một câu nói, dù là người dối.
đợi mơ. Xong phần tập luyện, bây giờ phần thật. Ok. Solo đi. Đấy, thiệt chậm cho em. Xong một thời tập thì bây giờ chúng em hát thật. Ồ, khen guitar được về. Đánh hay đi nha, làm chê đó. Hãy cho em xin lại nụ hôn, để em được hóng bờ môi héo khô. Hãy cho em xin một câu nói, là lừa dối nhưng tha anh nói, còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia, đã mang em từ lâu về nơi vực sâu, đã mang em cùng với niềm nhớ thương anh, dù chờ đợi mãi. Yêu là được yêu, là được yêu, là được nhớ, chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ, rồi cứ khóc rồi lại thôi, chẳng biết khóc ai vì ai đã. Tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà cứ ngỡ, rồi cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy, giờ ngồi đây anh đánh guitar cho em hát. Anh cứ giữ trong này nha, là em luôn đừng gọi mà nhắn tin cho em nữa, bơi nha. Vui là chị anh, cười là chị, có hát là khác. Sớm đến chiều ngàn tiếng máy reo gọi, em luôn nhận tin nhắn, em đang ở nơi đâu, em yêu có vui không, em yêu có hay chăng, anh đang rất trong mong và nhớ em vô cùng. Mày vui nhá, em lại buồn. Tôi đến một mình dưới ánh đèn, em ôm từng trang sách nhưng tâm trí chơi. Đừng khỏi nữa, thì bây giờ em hát bài Đừng gọi và nhắn tin cho em nữa, đây là khúc độc đáp của em. Mình mãi rời xa trong cuộc tình đầy cay đắng, mộng ước bên lâu thì xin anh đừng gọi phone em. Sớm đến chiều ngàn tiếng mới reo gọi, em luôn nhận tin nhắn, em đang ở nơi đâu, em yêu có vui không, em yêu có hay chăng, anh đang rất trong mong và nhớ em vô cùng. Sáng giờ anh hai hỏi quá nhiều luôn, em không bắt máy em qua đêm live stream, ráng với em xong rồi. Oh yeah, oh yeah. Đường xưa quen lối, tình dối người mơ, tình duyên chấm môi một kiếp đỡ đỡ. Cố tìm tình trong chưa ngọn ngàn, còn bao lâu nữa chim xíu gọi lại nhé.
cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau để rồi còn gì nữa. Bài tỏ tình với Hà Nội hết rồi. Ờ anh nghe. Thời ơi. Alo alo. Alo anh đây. Ơi alo, alo em đây. Em ơi nhắn tin anh phát vì anh đang lên sóng nhé. Yeah. Ok nhá. Nhắn tin anh ok. Xong gọi nhà nhắn tin ngay nhá. Em trước rồi. Anh hát chung em một khúc nhé. Ok. Để anh thể hiện mọi người là anh biết. Đúng rồi. Cực xíu. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Đấy, thỏa mãn rồi. Thế nữa thì nữa. Bài này mình demo đấy thôi, để mình làm bài sau nhé. Đây, cả nhà thích bài gì yêu cầu nào? Bài cuối nhá. Bài cuối nhá, để lớp học của anh còn học sinh tới để cho học bài. Em thích cái bài đổ tam đổ nào làm lại anh ơi. Bây giờ hát mới ra, mới mở giọng nữa nè. Nhất trí. Tặng cả nhà lại nhá. Anh có biết bài cục xì lầu không? Không biết. Bài trang vlog đi. Được của anh luôn. Mà mới xong bài này đó. Kìa, yêu cầu dù có là người tình kìa. Anh còn nhớ không? Không nhớ. Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim buồn tê. Hương vị yêu đương thoáng trong tim như là cơn gió đêm, không một câu tha thiết van xin nhưng lòng ta khó quên. Muốn đời em mãi mãi yêu anh như là yêu trong giấc mơ thôi, cho dù anh như áng mây trôi nhưng còn đây đôi mắt luôn mong đợi của bài này vẫn cứ thuộc lời mà cái chữ gì nhỏ xíu em nhìn không ra. Rồi độ ta không độ nàng nữa là xong nha, để cho anh lên dạy học nấy là vui lắm rồi. Quang Hà ơi, em làm live show tháng 9, chị chúc em thành công nha, kỳ này chị không tham gia được rồi. Hát to nha, hát to nha. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mưa vang lên phố phường. Trưa nay không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngạn phủ lên mây thu. Hồng trần hôm nay xa quá, hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đâu. Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người ai.
bao cả xa. Độ ta không độ nào. Tại vì mắt chân bị lòa, chân nhìn chữ không có được, không có thuộc, phải thuộc mới được. Rồi anh solo một xíu đi. Hà ơi, chị không tham gia được rồi, em cố lên nhá. Hát lời đi. Bây giờ hát ém hơi nha. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngạn phủ lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai yêu không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng? Rồi xong. Chào tạm biệt cả nhà nhé. Chào, hẹn gặp lại. Để anh lên dạy học, thích thù chết học xịt mắng chết. Rồi, anh lưu lại đi.